Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh Sáng Tạo. Thì hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu với các bạn cái bể cá được thiết kế từ một cái chậu cây cảnh. Đây là chậu cây cảnh bằng xi măng. Thì bể cá này tuân thủ đúng nguyên tắc lọc, đó là nước được hút từ bể lên dàn ba thi rồi chảy xuống chum lọc. Cái chum này vừa có tác dụng để trang trí vừa có tác dụng để lọc. Ban đầu là mình thiết kế cái chum này là cái thác chum nó chảy xuống, nhưng mà bây giờ mình tính toán lại cái cách lọc thì mình đã dựng cái chum lên và mình đã tính toán lại cái hệ thống lọc trong cái chum này. Thì qua đây thì mình cũng muốn giới thiệu với anh em để anh em thêm một cái bước tham khảo để tự mình thiết kế cho mình một cái bể cá để trang trí cho khuôn viên của nhà mình. Ở đây thì mình đặt ở trước cửa mái hiên của nhà của mình. Thì cái dàn ba ki này được bắt vào dưới tường và nước được bơm từ lòng bể lên trên đỉnh dàn ba ki, chảy qua hai tầng này, qua hệ thống lọc gồm đá nhâm thạch, rồi sứ lọc, rồi đá lông vũ, rồi xuống lên đáy bể. Xuống lên đáy bể, sau đó nước dâng lên gần đến miệng và chảy xuống bể, tức là nước được tuần hoàn. Cái hệ thống lọc này thì những anh em đã và đang chơi cá thì rất là am hiểu, còn anh em mới tìm hiểu thì cũng nên lấy đây là một cái tham khảo để anh em có thể tự thiết kế cho mình một cái bể cá. Thực ra bể cá thì có thể làm từ bể kính, nhiều anh em đam mê thì lại thiết kế những cái bể kính để trên giá hoặc thế này thế kia, nhưng mà cũng có rất nhiều anh em đam mê thì lại muốn làm những cái chậu cảnh như thế này biến thành bể cá, hoặc là chậu nhựa biến thành bể cá. Ở đây thì mình có nuôi một số các loại cá, mình sẽ quay lại gần cho anh em xem nhé. Đây. Ở đây cái bể cá này là cái chậu cây cảnh có đường kính miệng là 60 cm. Ở đây mình đắp cái bệ để giữ cái chum. Giữ cái chum này, anh em nhìn đây, đắp cái bệ giữ cái chum. Anh em có thể gác một viên gạch hoặc một tấm kính qua để giữ cái chum thì nó sẽ giữ được cái chum ở trên này. Đây mình đắp thì ở kia trong này mình làm cái hầm, nó không mất diện tích gì cả, làm cái hầm để cho cá đi lại và mình đút cái bơm vào trong đấy, coi như dấu bơm ấy. Thì bơm thì mình dùng cái bơm Atman 1200 lít/giờ. Thì cái bơm này thì thực ra là công suất nếu mà tính cho cái bể này ấy, thì nó rất là dư giả đấy. Với anh em làm những cái bể cá mà đường kính miệng tầm độ 80 phân đến 1 mét, bởi vì là thực ra là cái bể xi măng này nó cũng không được sâu đâu, nó chỉ tầm độ bể này độ tầm 20 cm nước thôi. Ở đây thì mình trang trí những cái cây cỏ là cỏ chỉ này, cây thủy trúc này, đó, những cái cây này nó vừa để trang trí cho bể của chúng ta mà nó vừa giúp là hút những cái chất độc của nước, thải phân, những cái chất thải của những cái phân cá nó sẽ hút, nó sẽ làm trong nước. Đây các bạn nhìn đây, bây giờ nước rất ổn định rồi, nước rất ổn định, rất trong luôn. Ở dưới đáy thì ban đầu thì mình có đặt những cái tiểu cảnh, ví dụ như là cái những cái tháp này, cái cầu này, nhưng mà nó có một cái rất là bất cập, hoặc là giải đá bất cập, là cái phân cá ấy, khi mà nó thải ra là nó sẽ đọng ở dưới đáy hoặc đọng vào trong những cái vật mà chúng ta để ở dưới đáy hồ thì nó sẽ không hút được sạch, khi đó nước của chúng ta sẽ không được sạch, không được trong. Chính vì vậy mình đã bỏ hết đi mà mình đặt mỗi hai cái cây này là cái cây giấy. Cây giấy này thì mình mua ở cái hiệu Cá Cảnh ấy. Cây giấy này nó là cái cây thủy sinh mà. Mình đặt mỗi hai cái cây thôi. Thì để cho cá nó khi nó bơi ấy, nó có chỗ chúi, mà tóm lại là cá nó cũng khá thích. Và trong kia thì mình vất một cái cục sứ thanh à, sứ hoa mai đấy, sứ muối tiêu đấy. Thì thế thôi. Mình không giải đá và không làm tiểu cảnh gì cả để cho khi mà phân nó được hút trực tiếp vào máy và lên trên bể. Các bạn lưu ý là cái bơm này thì nó đảm bảo cái việc là chúng ta hút được sạch phân,
những cái phân cá thì ra. Đây ở đây mình nuôi những cái con, đây con cá coi mini này, cá ba đuôi này, rồi bảy màu, bình tích, chân trâu, những con cá mà trẻ con rất thích. Mình làm cái bể này mục đích là để cho hai đứa con của mình, nó nhỏ mà, nó giảm tải chơi điện thoại và xem tivi. Hàng ngày nó cho đi cho cá ăn, nó ngắm cá, nó nhìn cá, nó chăm sóc cá thì giúp cho cái tinh thần của nó tốt hơn, yêu thiên nhiên hơn, và giúp cái bản tính chữ chân thiện mỹ trong nó được phát triển. Mình tiếp tục quay cái bộ lọc để anh em có thể tham khảo nhé. Đây, bộ lọc thì bơm, sẽ bơm trực tiếp lên đây qua cái, đây là cái miếng này, là cái bông tắm, dưới có cái lưới lan và dưới nữa là đá nham thạch. Để quay cho bạn xem đá nham thạch nhé. Đây, dưới cái lưới lan là đá nham thạch này. Đấy, đấy, thì tất cả những cái vật liệu này chúng ta rất dễ dàng mua mà nó khá là rẻ. Ở dưới này thì có mấy cái đá, cái sứ thanh và một ít đá lông vũ. Mình làm 2 tầng thôi, các bạn kỹ có thể làm 3 tầng nhưng ở đây làm 3 tầng là hơi cao nên mình làm 2 tầng thôi. Và dưới này là một cái chum này, nó cũng có tác dụng vừa trang trí vừa lọc luôn. Lúc mình mới thiết kế là mình làm cái thác nó đổ xuống đây, nhưng mà cái chậu của mình nó bé, làm thác đổ ấy thì cái nước nó sóng rất là mạnh, chúng ta không nhìn thấy cá, và nhìn cá nó bơi nó cảm giác nó, cả mình cảm giác đấy nó cũng sợ. Thế bây giờ mình thiết kế lại, biến cái chum này thành cái chum lọc luôn. Thì đây nhá, nước từ trên dàn ba khi này chảy qua cái ống này, ống 27 mình cắm đến tận đáy, xong đó nước được dâng lên qua các cái vật liệu lọc. Ở trong này mình đút đá nham thạch này, rồi cái sứ thanh vụn, rồi cái đá ống, gọi là cái sứ ống ấy, rồi cái một ít đá lông vũ. Thì mình đút cái vật liệu lọc đến đây thì nước nó bơm trực tiếp xuống đáy nhá, nó sẽ trào dâng lên đây. Thì cái ống đây, để ống ra của mình đây, ống ra bể đây. Đó, ống ra bể mình khoan cái chum này, cho một cái ống ra bể cắm thẳng xuống nước. Thì cái ống ra bể này bắt vào trong lòng chum và nối cút lên đến gần miệng. Ở đây thì nó có cái cây này nó kín, mình không quay được cho bạn xem cái miệng. Đấy, nó trong cái miệng chum. Đây, trong cái miệng chum này, trong cái miệng chum này nó có một cái ống ở sát miệng luôn. Cái ống đấy thì sở dĩ là phải làm nó ngoằn ngoèo như thế để làm gì? Để nó tăng cái khả năng lọc các bạn ạ. Ví dụ nhé, bơm ở trên dàn ba ki này xuống này, xuống lên đáy, thì dâng lên thì qua các vật liệu lọc thì nó lọc được từng này vật liệu. Thì những cái cặn bẩn còn lại khi mà dàn ba ki nó không lọc được hết, nó sẽ đọng ở dưới đáy này. Và nước sạch nó sẽ dâng qua các vật liệu lọc, nó sẽ dâng lên miệng, bắt đầu nó mới chảy xuống, quay lại hồ, nước tuần hoàn. Đấy, đấy là cái cách lọc rất là phổ thông, truyền thống mà anh em đang chơi cá thì rất là am hiểu, còn anh em mới thì có thể tham khảo. Còn riêng cái dàn ba ki nó có tác dụng rất tốt, nó xé nước, rồi nó giúp thải những cái khí độc của nước. Anh em chơi hồ coi là rất là quan tâm đến cái dàn ba ki này luôn. Đó, thì ở đây mình nuôi những con cá nhỏ thôi, còn nhiều anh em thì mình thấy là nhiều anh em còn nuôi hẳn cá coi cơ, mình nhìn thấy khủng khiếp lắm. Đó, cái chậu này mình mua ở gần nhà thôi. Cái chậu này cái hôm mình mua có đâu bao nhiêu tiền nhỉ? Hôm mình mua cái chậu này có, nó rơi vào tầm 200.000. Chưa đến 200.000 cái chậu này. Thì anh em có thể mua chậu lục lăng hay là chậu gì đấy cũng được, nhưng mà tóm lại là đã là nuôi cá thì càng rộng càng tốt. Anh em có thể thiết kế nhiều cái hệ thống chum lọc nối tiếp nhau như kiểu lọc thùng ấy cũng đẹp. Còn ở đây mình làm cái lọc rất là đơn giản, anh em có thể tham khảo cái cách của mình. Đó, anh em nhớ, anh em hỏi là nên chọn bơm nào thì anh em lưu ý là ở đây cái bể của mình chắc là nó chỉ ít nước thôi. Cái bể này mình cũng không đo là bao nhiêu nước, nhưng mà mình dùng cái bơm 1200 thì nó ok.
Nó có cả thổi luồng luôn cơ. Thì nước nó xoáy xoáy này này. Mình chích một cái lỗ nhỏ nhỏ kia cho nó xoáy xoáy này. Thì đây là cái cách nuôi cá rất là hay. Nuôi cá trong bể trồng hoa. Nếu anh em thấy clip này hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh Sáng Tạo để ủng hộ mình ra những clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn anh em.